Tao cố để kiếm nhiều hơn càng nhiều càng ít. Tao mang vài đôi giày mới cùng cặp tiền tươi về cho nàng hít. Kiếm tiền thật sự đâu dễ nhưng để nàng tươi tao cũng chẳng tiếc. Tao vẫn cảm thấy trông rỗng hay tiền chưa đủ tao cũng chẳng biết. Từng nghèo từng khó bước lên thành phố mới nhìn cảnh tượng đó nó sáng chói. Gặp vài ông anh chỉ cách kiếm tiền nhưng ta phải cay cả sáng tối. Vài ba năm chờ tới cấp dư giải nhưng giờ thì không phải thứ đáng nói. Linh hồn đi tìm nguồn sáng mới bảo tao mê rap tao không dám chối. Tao rap vì anh em bạn bè nếu lo tai. Chắc tao có cái fan nguyên cả đám ngồi nói về những ước mơ thằng giàu trước khao cả làng. Doanh kinh doanh tao biết kiếm lời tao muốn drop nhạc như đang xả hàng. Tao muốn giúp tâm hồn tao thoải mái như nó từng giúp tao một cách thỏa đáng. Zip một hơi rồi nhắm mắt. Giờ tao sẽ đi đâu nhờ? Tao từng lượn trên cao rồi về lại xuất phát như roller coaster. Tao thấy cái chất hip hop đang chảy trong người thoát ra từng câu thở. Nếu tao là người đặc biệt hãy cho tao biết sớm vì thời gian đâu chờ. Muốn tiền không? Yeah. Muốn nhiều không? Yeah. Muốn rap không? Yeah. Biết rap không? Yeah. Vào chơi không? Yeah. Trong này hơi đâu. Tao từng muốn dùng rap để kiếm tiền. Liệu suy nghĩ này có hơi nông?